nay và chúng tôi rất cần sự nỗ lực đồng nhiệt của tất cả quý vị dành cho bác sĩ đến từ góc đài đỏ Hoàng Nguyên Vũ. Oh!
Oh!
được chúc mừng. Từ góc đài đỏ, Nguyễn Giao Mỹ đã thắng knock out trong trận số 2, hạng cân 51kg dành cho nam ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông Hồ.